welcome back to my channel Lubu Life Vlogs. Và bây giờ mình mới đi học về thì bây giờ là khoảng khoảng 9 giờ rưỡi rồi các bạn, mới tắm rửa xong rồi bắt đầu đi về xong rồi ghé chỗ bán hủ tiếu gõ á, xong rồi mua trứng vịt hoặc thịt lộn á các bạn. Thì nói chung là bữa giờ thèm rồi, bữa giờ rồi, xong rồi ngày hôm bữa thứ hai là ghé chỗ kia xong rồi nó không có, rồi bữa nay mới mua bây giờ ăn hai trứng ha. Thì nói chung là mà bị lộn thì lâu lâu mình mới ăn các bạn, nhưng mà cái lâu lâu cái nghe nó thèm xong rồi mua ăn. Thì nói chung ăn cũng rất là ngon các bạn. Nhưng mà cái hộp vịt lộn hình như là nước ngoài các bạn, nước ngoài là người ta y như là ít cái nước mà nó ăn người ta ăn hộp vịt lộn các bạn. Tại vì hộp vịt lộn thì nhiều khi các bạn thấy có cái con đó nhìn rất là sợ. Thì những cái nước châu Á như là như Thái Lan hay là những cái nước lân cận đó, thì người ta sẽ ăn hộp vịt lộn, nhưng mà đặc biệt cái nước phương Tây người ta sẽ không có ăn hộp vịt lộn. Thì hộp vịt lộn thì mình xem ở trên cái những cái trên cái chương trình như là game show hay là gì đó, là những người nước ngoài mà người ta thử ăn cái hộp vịt lộn các bạn, thì người ta cảm thấy lần đầu ăn cảm thấy rất là ghê đó. Thì nói chung là hộp vịt lộn thì nó được xếp là những cái loại thức ăn như là đáng sợ. Đáng sợ như là người ta không có thường hay ăn đó các bạn. Đó thì trong hộp vịt lộn thì cũng xếp vào những cái điều như vậy. Nhưng mà khi mà ai mà đã ăn rồi thì y diện là cảm thấy cái mùi vị rất là ngon ha. Thì nói chung là mỗi vùng mỗi khác. Thì người ta sẽ có những cái món ăn đặc trưng của cái vùng đó. Thì và đó là cái lý do mà nó sẽ tạo nên một cái nền văn hóa cũng như là một cái nền ẩm thực đặc trưng của mỗi vùng ha. Đó. Mà người ta nói là ăn hộp vịt lộn buổi tối thì nó sẽ bị mập, và dạo này mình đã lên được 2 kg bởi vì ăn đêm rất là nhiều ha. Tại vì khi mà buổi chiều ví dụ đi làm về hay này kia đó, ăn cơm không kịp là chỉ tắm rửa thôi, tắm rửa là cho con người nó sạch sẽ thoải mái xíu rồi bắt đầu đi tập thể dục. Xong rồi nếu mà có thời gian rảnh miếng thì đi siêu lên siêu thị mình mua bánh hay là kia ăn giặt vô vậy đó. Xong rồi đi học tiếp rồi bắt đầu 9 giờ về, xong rồi lại tắm một mách nữa cho nó khỏe người, xong rồi bắt đầu mới ăn. Thì ăn khá là muộn cho nên vì vậy mà tăng cân rất là nhanh các bạn. Tự nhiên hồi bữa đi tập thể dục xong rồi cái nhảy lên cái cân tự nhiên lại thấy lên 2 kg hết hồn. Và tôi nghĩ là chắc là do ăn đêm, và ăn đêm thì mình lại thích ăn những cái món lặt vặt như thế này nữa. Và đặc biệt món hộp vịt lộn thì người ta nói ăn rất là mập đó các bạn, ăn buổi tối nữa. Nhưng mà lâu lâu thì thèm quá cũng phải đánh chén thôi các bạn ạ. Ok, và bây giờ mình ăn nha các bạn. Thì nói chung bữa nay đi làm thì có một cái điều diện là không được như ý đó, nói chung là làm cho mình cảm thấy rất là bực bội và có một chút lo sợ đó. Thì cái điều đó là cái điều gì thì cái video tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Vì ở đời mà các bạn, ở đời đôi khi mình không đụng tới người ta sẽ đụng tới mình đó, cái kiểu như vậy ha. Và nói chung là đang rất là bực mình, buổi chiều tức mà muốn khóc luôn các bạn đó. Nhưng mà dằn xuống đi tập yoga rồi, và bây giờ là ăn tối. Còn cái chuyện ngày mai thì ngày mai mình sẽ kể cho các bạn xem nghe ha. Ok. Tại vì
Đây, hộp vịt lộn đây các bạn. Ăn ăn cầm có một tay thì nó hơi khó xíu. Nhưng mà đây, hộp vịt lộn. Ăn với lại là rau răm nè, muối tiêu lime and salt pepper so mix together so very delicious. But the first one, if anybody so the first time eat this one, so like feel terrible, like scary, you know, because this like, you know, not different with the symbol S, you know, can apply with applet with a red, so only eat like that. And this one they pour with hot water, so after that can eat. Yeah, okay, I'm ready to eat now. This one. Okay, and see you later. Remember, subscribe and like and share my video on my YouTube Blue Blue Live Vlogs. See you later. Good night.